Thầy chào tất cả các em học sinh khối 12. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả các em trong chương trình dạy học trên truyền hình. Chương trình do Đài truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam tổ chức thực hiện. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Võ Văn Nhân, giáo viên toán công tác tại Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam. Hôm nay thầy chia sẻ đến các em một nội dung rất tận tâm trong hình học giải tích không gian, đó là bài phương trình đường thẳng trong không gian. Mời các em vào bài học. Bài học phương trình đường thẳng trong không gian có hai nội dung chính sau. Nội dung thứ nhất, phương trình thông số của đường thẳng. Nội dung thứ hai, điều kiện để hai đường thẳng song song trùng nhau, cách nhau, chéo nhau. Buổi học hôm nay thầy mời các em cùng thầy nghiên cứu nội dung thứ nhất, đó là phương trình thông số của đường thẳng. Để các em dễ tiếp cận bài học, thầy xin nhắc lại các phương trình thông số của đường thẳng trong mặt phẳng. Đầu tiên là vectơ chỉ phương của đường thẳng. Vectơ U khớp vectơ 0 được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng D nếu giá của vectơ U song song hoặc trùng với đường thẳng D. Tức là vectơ U phải thỏa hai điều kiện. Đầu tiên, vectơ U phải khớp vectơ 0. Cái thứ hai, vectơ U phải nằm trên đường thẳng D hoặc nằm trên một đường thẳng song song với đường thẳng D. Và từ đây ta có một nhận xét. Một đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương. Tất cả những vectơ chỉ phương cùng phương với nhau. Nội dung thứ hai thầy cần nhắc đó là phương trình thông số của đường thẳng D đi qua điểm M có tọa độ x0, y0 và có một vectơ chỉ phương U, AB là x bằng x0 cộng OT, y bằng y0 cộng BT, trong đó T là thông số. Thì với cách tiếp cận có phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, mở các em vào phương trình đường thẳng trong không gian. Phương trình thông số của đường thẳng trong không gian. Trong không gian x y z cho đường thẳng D đi qua điểm M có tọa độ x0, y0, z0 và có một vectơ chỉ phương U có tọa độ ABC. Bây giờ các em để ý một điểm M mà thuộc cái đường thẳng D thì em xem thử là cái sự phụ thuộc giữa vectơ M0, M và vectơ U nó như thế nào. Tức là chỉ cho có mối liên hệ giữa hai vectơ đó. Thì dễ dàng nhận ra rằng vectơ M0, M và vectơ U này là hai vectơ cùng phương với nhau. Thì trong đó em để ý hai vectơ cùng phương thì khi đó sẽ có một vectơ được biểu thị bằng một số những vectơ kia. Như vậy M có tọa độ x, y, z thuộc D thì vậy khi vectơ M0, M bằng T là vectơ U. Mà hai vectơ bằng nhau thì các tọa độ của nó tương ứng bằng nhau, tức là hoành bằng hoành, tung bằng tung, câu bằng câu. Do đó, bước tiếp theo mình phải xác định cho được các tọa độ của vectơ M0, M và tọa độ của vectơ TU. Tọa độ của vectơ M0, M được tính bởi công thức. Một cách đơn giản, em lấy cái tọa độ điểm M trừ tọa độ của điểm M0, tức là x trừ x0, y trừ y0, z trừ z0. Còn tọa độ của vectơ TU là em nhân T vào đây, TA, TB, TC. Khi đó hai vectơ bằng nhau, ta sẽ có được cái hệ hoành bằng hoành, tung bằng tung, câu bằng câu. Như vậy từ đây ta biến đổi cái hệ này ra, ta được một cái hệ khác. Đó là x bằng x0 cộng OT, y bằng y0 cộng BT, z bằng z0 cộng CT, trong đó T là thông số. Thì khi đó cái hệ một này, hệ một này được gọi là các phương trình thông số của đường thẳng D. Bây giờ ta vận dụng cho đường thẳng D qua điểm 10 0 có tọa độ 1 trừ 2 3, có vectơ chỉ phương U 3 1 trừ 5. Khi đó dựa vào cái hệ một phương trình thông số này, ta tha vào tương ứng 10 0 có tọa độ là 1 trừ 2 3. Như vậy em tha vào đây là 1 trừ 2 3. Còn vectơ chỉ phương U có tọa độ 3 1 trừ 5. Như vậy ta đã tha vào đây là 3 1 trừ 5. Cuối cùng ta viết được các phương trình thông số của đường thẳng D. X bằng 1 cộng 3t, y bằng trừ 2 cộng t, z bằng 3 trừ 5t. Bây giờ ta đi vào cái nhận xét. Nếu như thầy cho một đường thẳng D có phương trình thông số cụ thể, thầy yêu cầu các em là hãy xác định hai điểm phân biệt nằm trên đường thẳng D.
như vậy, với yêu cầu của thầy như vậy, các em giải quyết được không? Và nếu giải quyết được thì giải quyết bằng cách nào? Thì với một giá trị t tỷ ý, khi em tha vào cái hệ, tức là chủ phương trình thông số đường thẳng d, thì ta sẽ tính được bộ ba giá trị x, y, z, và các bộ ba giá trị x, y, z đó là cái tọa độ của cái điểm tương ứng. Và tương tự, muốn có một điểm khác thì ta lấy một giá trị t khác, ta tha vào đây sẽ có một điểm khác. Từ đó ta rút ra một cái nhận xét. Với mẫu giá trị t xác định được tọa độ của một điểm thuộc đường thẳng d. Bây giờ ta cho một đường thẳng cụ thể. Đường thẳng d có phương trình x bằng 1 cộng 3t, y bằng trừ 2 cộng t, z bằng 3 trừ 5t. Như vậy, thầy yêu cầu em xác định cho thầy thử hai điểm phân biệt thuộc đường thẳng d. Trong đó, dựa vào cái phương trình thông số đường thẳng thì cái điểm mình dễ xác định nhất đó là cái điểm 1 trừ 2 3. Bây giờ thầy lấy một giá trị t khác. Thầy lấy một giá trị t bằng trừ 1. Thầy tha t bằng trừ 1 vào đây, vào cái hệ này. Thì khi đó ta sẽ tính được ba giá trị x, y, z là bằng trừ 2 trừ 3 8. Như vậy khi đó cái điểm M có tọa độ trừ 2 trừ 3 8 thuộc cái đường thẳng d. Như vậy có thể tổng quát hơn. Tổng quát hơn, nếu như một điểm N thuộc đường thẳng d thì tọa độ của điểm N được biểu thị dưới dạng cái thông số như sau. N có tọa độ là 1 cạnh 3t trừ 2 cạnh t 3 trừ 5t. Cái dạng này tôi thường gọi là thông số hóa của một điểm thuộc đường thẳng. Và đây là một cái dạng mà rất hay gặp trong quá trình tìm hình chiếu của một điểm lên đường thẳng và một số bài toán liên quan khác. Bây giờ ta đi vào nhận xét thứ hai từ phương trình thông số của đường thẳng d. Nếu như ba giá trị a, b, c khác không, em thử rút cho thầy ra từ phương trình 1 em rút t ra, từ phương trình 2 em rút t ra, từ phương trình 3 em rút t ra. Phương trình thứ nhất là x trừ y zero trên a sẽ bằng t. Phương trình thứ hai là y trừ y zero trên b sẽ bằng t. Phương trình thứ ba là z trừ z zero trên c sẽ bằng t. Như vậy từ đây ta có được một cái phương trình x trừ x zero trên a bằng y trừ zero trên b bằng z trừ z zero trên c, và cái này là bằng t đó. Và phương trình này được gọi là phương trình chính tắc của đường thẳng. Như vậy từ một phương trình thông số của đường thẳng cho trước, ta sẽ viết được cái phương trình chính tắc của đường thẳng đó. Như vậy trường hợp ngược lại, nếu thầy cho một phương trình chính tắc của đường thẳng thì liệu em có viết được cái phương trình thông số của đường thẳng hay không? Trả lời câu hỏi này là được. Từ phương trình chính tắc của đường thẳng, ta xác định được một điểm đi qua và một vectơ dự phương, từ đó ta sẽ viết được phương trình thông số của đường thẳng. Do đó ta phát hiện ra một cái điểm chung của phương trình thông số và phương trình chính tắc khi viết phương trình, đó là cần xác định được một điểm đi qua và một vectơ dự phương, khi đó em sẽ viết được phương trình thông số và phương trình chính tắc của đường thẳng. Bây giờ đặc biệt, các em thử viết cho thầy phương trình thông số của đường thẳng chứa trục tọa độ. Như ta đã biết, một cái trục tọa độ có ba trục UX, UY, UZ. Bây giờ thầy yêu cầu các em viết phương trình thông số của đường thẳng chứa trục UX, phương trình thông số của đường thẳng chứa trục UY và phương trình thông số của đường thẳng chứa trục UZ. Trên trục UX nó có một vectơ đơn vị là vectơ y có tọa độ 1 0 0 và nó đi qua một điểm O có tọa độ là 0 0 0. Như vậy dựa vào cái phương trình thông số thì ta sẽ viết được cái phương trình thông số của đường thẳng chứa trục UX bằng cách tha tọa độ điểm O này, cái này 0 0 0. Chúng ta vào đây 0, x 0 bằng 0, y 0 bằng 0, z 0 bằng 0. Còn vectơ đơn vị của đường thẳng chứa trục UX là vectơ y có tọa độ 1 0 0. Như vậy em tha vào đây a bằng 1, b bằng 0, c bằng 0. Khi đó em sẽ viết được phương trình thông số của đường thẳng chứa trục UX là x bằng t, y bằng 0, z bằng 0. Và tương tự, đường thẳng chứa trục của y đi qua O có vectơ một vectơ chỉ phương là vectơ ri có tọa độ 0 1 0 thì ta viết được cái phương trình thông số của đường thẳng đó là x bằng 0, y bằng t, z bằng 0. Và trường hợp còn lại, đường thẳng chứa trục OZ đi qua điểm O có tọa độ 0, 0, 0 và có một vectơ chỉ phương k có tọa độ là 0, 0, 1
nên phương trình thông số của đường thẳng đó là x bằng 0, y bằng 0, z bằng t. Đây là ba đường thẳng tương đối đặc biệt và sau này nó sẽ sử dụng trong quá trình làm bài tập. Bây giờ đi vào các ví dụ để củng cố thêm cái phần định nghĩa. Ví dụ 1. Trang không do úy y giấy viết phương trình thông số của đường thẳng D trong các trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên, câu A, D đi qua điểm M có tọa độ 1, trừ 2, 3 và có một vectơ chỉ phương U là 2, trừ 1, 2. Câu B, D đi qua hai điểm A có tọa độ trừ 1, 0, 2 và B có tọa độ 2, 1, 2. C, D đi qua M có tọa độ 3, 1, trừ 2 và vuông góc với mặt phẳng phi x trừ 2y cộng 2z trừ 3 bằng 0. Thì bây giờ thầy khuyên các em, mình không nên giải quyết từng cao. Trước tiên, ta nhìn tổng thể các bài toán. Nhìn tổng thể bài toán để ta phát hiện ra được cái điểm chung của ba cao này. Trong cái đề yêu cầu là viết phương trình thông số của đường thẳng, thì ta cần phải biết, để viết được phương trình thông số của đường thẳng, hai yếu tố cần phải xác định. Thứ nhất, một điểm đi qua. Thứ hai, một vectơ chỉ phương. Như vậy, với các yêu cầu, hai yếu tố mà mình cần xác định, thì trong ba cao này đã có cái nào chưa có, cái nào cần tìm và khi tìm là dựa vào đâu để tìm. Như vậy, câu A để ý là đi qua điểm M có tọa độ 1 trừ 2 3. Như vậy cái điểm đi qua yếu tố này có này. Câu B đi qua hai điểm A và B. Như vậy một trong hai điểm A B ta chọn một điểm làm điểm đi qua. Chứ không phải chọn điểm A viết ra phương trình, chọn điểm B viết ra phương trình. Không phải như vậy, mà chọn một trong điểm AB. Và câu C đi qua điểm M có tọa độ 3, 1, trừ 2. Như vậy, một trong hai yếu tố khi viết phương trình thông số của đường thẳng đã được xác định, đó là điểm đi qua. Do đó, ta cần một vectơ chỉ phương nữa. Thì câu A, vectơ chỉ phương là đã cho sẵn U là 2, trừ 1, 2. Như vậy, ở câu A em thấy ở mức độ này là mức độ nhận biết. Ta chỉ có hết, ta chỉ tha vào cái phương trình thông số là xong. Bây giờ câu B, cần xác định cái vectơ chỉ phương đường thẳng D đi qua hai điểm AB. Như vậy đường thẳng D sẽ chứa vectơ AB, do đó vectơ AB là một vectơ chỉ phương của đường thẳng D. Trường hợp C, đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng phi. Như vậy sử dụng cái giả thiết vuông góc với mặt phẳng phi để xác định một vectơ chỉ phương của đường thẳng D. Bây giờ mời các em đi vào từng cao cụ thể. Câu A, phương trình thông số của đường thẳng D là x bằng 1 cộng 2t, y bằng trừ 2 trừ t, z bằng 3 cộng 2t. Như vậy ở mức độ nhận biết ta thế vào. Câu B, bước đầu tiên ta phải xác định cho được cái vector AB, phải tính vector AB ra. Vì vector AB ở đây là vector chỉ phương của đường thẳng D như ta đã phân tích. Cách tìm cái tọa độ của vector AB như sau. Để đơn giản dễ hiểu, em lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A, tức là 2 trừ cho trừ 1 là bằng 3, 1 trừ 0 bằng 1, 2 trừ 2 cái này là bằng 0. Như vậy ta xác định được các tọa độ của vector AB là 3, 1, 0. Khi đó cái đường thẳng D sẽ đi qua một trong hai điểm AB ta chọn. Bây giờ ta chọn điểm B đi. Phương trình thông số của đường thẳng D đi qua điểm B, em có thể chọn điểm A. Đó là tùy. Và có một vector chỉ phương AB là 3, 1, 0. Từ đây, tôi viết được cái phương trình thông số của đường thẳng D. X bằng 2 cộng cho 3T, Y bằng 1 cộng 1T, tức là 1 cộng T. Z bằng 2 cộng cho 0T, tức là Z bằng 2. Từ đây, tôi cũng cần phải có một cái lưu ý như sau. Một đường thẳng có nhiều phương trình thông số khác nhau. Đơn giản, em có thể chọn một điểm đi qua này, nhưng bạn có thể chọn một điểm đi qua khác. Hoặc em có thể lấy vectơ này làm vectơ chỉ phương, bọn có thể lấy một vectơ khác cùng phương vectơ này làm vectơ chỉ phương. Khi đó là một đường thẳng là có viết rất nhiều phương trình thông số về chân tay. Câu C, như ta đã phân tích hồi nãy là đường thẳng D đã đi qua điểm M có tọa độ 3, 1, trừ 2 rồi. Giả thiết còn lại là vuông góc với mặt phẳng phi. Như vậy cái ý đồ cho giả thiết vuông góc mặt phẳng phi này, mục đích là để xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng D. Em có thể nhìn hình vẽ sau. Đường thẳng D vuông góc mặt phẳng phi, vector n phi là vector phúc tiến của mặt phẳng phi.
Thì khi đó vector NP nằm trên một cái đường thẳng vuông góc mặt phẳng phi. Thì rõ ràng trong trường hợp này em xác định được cái vector NP đây là một vector chỉ phương của đường thẳng D. Do đó, để xác định vector chỉ phương của một vector chỉ phương của đường thẳng D, ta chỉ cần xác định một vector phương tuyến của mặt phẳng phi. Từ phương trình tổng quát của mặt phẳng phi, ta xác định vector phương tuyến mặt phẳng phi là 1 trừ 2 ha. Thì đây là mặt phẳng phi có một vector phương tuyến là n phi là 1 trừ 2 ha. Vì đường thẳng D vuông góc mặt phẳng phi nên đường thẳng D nhận vector n phi 1 trừ 2 ha lồng vector chỉ phương. Kết hợp giả thiết đường thẳng D đi qua điểm M có tọa độ 3 1 trừ 2 và có vector chỉ phương n phi 1 trừ 2 ha. Nên ta suy ra được cái phương trình thông số của cái đường thẳng D. Tiếp theo mà các em vào ví dụ thứ hai. Trước khi vào ví dụ thứ hai, thầy nói cái cách sắp xếp cái ví dụ để em dễ hình dung. Ví dụ một là ta đi viết phương trình thông số của đường thẳng. Ví dụ hai yêu cầu như sau: trong không gian của XZ cho đường thẳng D có phương trình thông số x bằng 2 cộng t, y bằng 1 trừ 2 t, z bằng trừ 1 cộng 3 t. Câu A viết phương trình chính tắc của đường thẳng D. Câu B hỏi điểm A có thuộc đường thẳng D không? Câu C tìm M để điểm B thuộc đường thẳng D. Như vậy, câu A là câu viết phương trình chính tắc của đường thẳng D. Như ta đã nhận xét, từ một phương trình thông số của đường thẳng D cho trước thì ta sẽ viết được phương trình chính tắc của đường thẳng D. Và cách viết như thế nào? Mà các em xem, cái là giả. Đầu tiên, từ phương trình thông số của đường thẳng D, em xác định cho thầy một điểm đi qua và một vector chỉ phương. Cụ thể, điểm đi qua đó là có tọa độ là 2, 1, trừ 1. Và có một vector chỉ phương đó là 1, trừ 2, 3. Như vậy, đủ hai dữ kiện để viết được phương trình chính tắc của đường thẳng. D đi qua điểm M2, 1, trừ 1 và có một vector chỉ phương U, 1, trừ 2, 3. Nên cái phương trình chính tắc của đường thẳng D là x trừ 2 trên 1 bằng y trừ 1 trên trừ 2 bằng z trừ cho trừ 1 tức là z cộng 1 trên 3 và đó chính là phương trình chính tắc của đường thẳng D. Câu B hỏi điểm A có tọa độ 1, 3, 2 có thuộc đường thẳng D không? Một điểm thuộc đường thẳng nếu như ta tha tọa độ điểm đó vào cái hệ của phương trình thông số của đường thẳng mà nó có nghiệp thì cái đó điểm đó thuộc đường thẳng. Còn nếu ta tha vào mà cái hệ đó vô nghiệp thì điểm đó không thuộc đường thẳng. Tổng quát bằng phương pháp sao? Phương pháp cách 1 tha tọa độ điểm A vào phương trình thông số đường thẳng D. Điểm A thuộc D khi hệ có nghiệm T. Như thế nào là có nghiệm? Tức là khi tha x, y, z vào đây sẽ có ba phương trình, một hệ có ba phương trình nhưng là có một một ẵn là ẵn t, một miếng t, thì khi đó là cả ba phương trình này đều giả ra giống nhau một giá trị t thì khi đó hệ mới có nghiệm. Chỉ cần một cái cạnh khác nhau là hệ này sẽ vô nghiệm. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, từ ý tưởng xây dựng cái phương trình thông số của đường thẳng, em hình dung là ý tưởng xây dựng phương trình thông số đường thẳng. Đường thẳng D đi qua điểm M có tọa độ 2, 1, trừ 1 và có một vector chỉ phương là 1 trừ 2 3. Một điểm A nếu thuộc cái đường thẳng D thì vector AM sẽ cùng phương với lại vector chỉ phương của đường thẳng. Do đó cách ha, ta chỉ cần kiểm tra vector AM và vector U này, U ở đây là vector chỉ phương của đường thẳng D có cùng phương hay không. Trong đó M là một điểm trên D. Các em nhìn vào là giả. Cách 1 tha tọa độ điểm A vô phương trình thông số của D ta được. Để em để ý thầy tha này. X tha vào đây. X bằng 1 tha vào đây. Y bằng 3. Các em tha vào đây. Z bằng 2. Các em tha vào đây. Sẽ được một cái hệ. Hệ này có 3 phương trình nhưng là một một miếng T. Lần lượt giả này ra. Phương trình đầu tiên được T bằng trừ 1. Phương trình thứ hai được T bằng trừ 1. Phương trình thứ ba là T bằng 1. Em để ý là trong 3 giá trị T này là nó không có hai giá trị T phía sau là không không giống nhau. Như vậy cái hệ này sẽ vô nghiệm. Chỉ khi nào có ba giá trị t này giống nhau thì khi đó hệ mới có nghiệm. Như vậy trường hợp này nó vô nghiệm. Mà hệ này vô nghiệm thì đương nhiên cái điểm A nó không thuộc cái đường thẳng D.
Cách thứ hai, cái điểm M cái tọa độ 2A1 trừ 1 trên đường thẳng D. Em tính cho thải vectơ AM ra là được 1 trừ 2 trừ 3. Vectơ U là vectơ chỉ phương của đường thẳng D sẽ có tọa độ là 1 trừ 2 3. 1 trừ 2 3. Kiểm tra cho thầy hai vectơ này có cùng phương hay không? Bây giờ kiểm tra có cùng phương hay không? Bằng một cách rất đơn giản. Lái hoành chia hành, tung chia tung, câu chia câu. Nếu như ba cái phân số vừa lập tỷ lệ bằng nhau thì khi đó là hai vectơ này cùng phương. Bây giờ ta có 1 chia 1 bằng trừ 2 chia trừ 2, đúng. Nhưng mà trừ 3 chia 3 là không bằng. Điều này chứng tỏ hai vectơ này không cùng phương. Hai vectơ này không cùng phương như theo cách xây dựng phương trình tâm số thì cái điểm A này không thuộc cái đường thẳng D. Câu C. Tìm N M để điểm B có tọa độ 2N M trừ 1, N M cộng 2, trừ M trừ 3 thuộc đường thẳng D. Thì như phương pháp là mình đã trình bày như câu B. Tha tọa độ điểm B vào phương trình thông số của đường thẳng D. Điểm B thuộc đường thẳng D khi hệ phương trình này có nghiệm T và N M. Em nhìn là giả. Điểm B thuộc D khi hệ phương trình sau có nghiệm. Hệ phương trình tha tọa độ điểm B là x bằng 2nm trừ 1, tha vào đây x. Y là n m cộng 2, em tha vào chỗ y. Z trừ m trừ 3, em tha vào chỗ z. Khi đó ta sẽ có được cái hệ biến đổi cái hệ này ra được là 2nm trừ t bằng 3, n m cộng 2t bằng trừ 1, n m cộng 3t bằng trừ 2. Và đây cũng là một trong những cái cần lưu ý tiếp theo. Hệ phương trình này có ba phương trình nhưng là có hai ẩn m và t. Thì khi đó trong ba phương trình này em chỉ cần chọn ra hai phương trình, giả tìm n m và t, sau đó tha cặp giá trị n m và t vào phương trình cộng lạ. Nếu như hai giá trị n m và t vừa giả ra từ cặp phương trình, sau đó tha vào phương trình cộng lạ mà nó thỏa, nó được một đẳng thức đúng, thì cái hệ này sẽ có nghiệm. Còn nếu như tha vào nó không đúng là cái này không có nghiệm. Và cần có một điểm nhấn mạnh chỗ này. Nếu như trong quá trình em chọn hai phương trình đó ra, em giả cái hệ này vô nghiệm là dừng ngay lập tức. Hai phương trình trong ba phương trình mà em chọn ra giả vô nghiệm thì lập tức dừng lại, cái hệ này vô nghiệm, không có thay gì nãy, không có để tha. Còn trường hợp nếu như hai phương trình mà em chọn ra em giả nó vô số nghiệm thì sao? Vô số nghiệm thì thực ra là hai phương trình nên là một. Chính vì thế, ta chọn một trong hai phương trình vừa chọn ra đó, kết hợp phương trình thứ ba, giải tiếp tìm mở tiền. À, em xem cụ thể các trường hợp này. Thầy chọn hai phương trình đầu tiên, thầy giải ra tìm được m bằng 1, t bằng trừ 1. Tiếp tục thì tha vào phương trình cộng lạ. Tha vào thỏa hay không? Em tha m bằng 1 vào đây là 1 cộng 3, t là trừ 1. Như vậy ra trừ 2, như vậy cái này em để ý là nó thỏa. À, như vậy cái hệ này có nghiệm này. Hệ này có nghiệm và nghiệm đó là m bằng 1 và t bằng trừ 1. Vậy cái 10 vào 1 này là giá trị cần tìm. Mời các em đi vào cái ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ ba. Trang không gian quý duy cho đường thẳng D có phương trình x trừ 1 trên 1 bằng y cộng 1 trên trừ 1 bằng z trên 2. Đây là phương trình viết dư dọn chính tác. Và điểm A có tọa độ trừ 1 trừ 1 4. Điểm M có tọa độ ABC nằm trên D sâu cho đoạn thẳng OM có độ dài nhỏ nhất. Tính giá trị của bí thức khớp bằng O bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương. Khi đó là có 4 phương án. Bây giờ các em nhìn thầy phân tích cho cái đường thẳng D như thế này. Đầu tiên em có thể kiểm tra cái điểm O này không thuộc đường thẳng D như sau. Tha tọa độ điểm O bằng trừ 1 vào x là được trừ 1 trừ 1 chia 1 là trừ 2 này. Tha trừ 1 này tức giá trị y vào đây, trừ 1 cộng 1 chia trừ 1 là bằng 0. Ngay từ đây là khó cần tha chiếc vòng bóng này, là đủ thấy là cái điểm O này không thuộc này. Cái điểm O không thuộc đường thẳng D, bây giờ thầy xét hai điểm MN trên đường thẳng D thỏa điều kiện sau. Cái điểm M thỏa OM vuông góc với đường thẳng D, còn điểm N OM không vuông góc với D. Thì khi đó dễ dàng nhận ra tam giác OMN là tam giác vuông. Thì khi đó
độ dài đoạn thẳng OM luôn bé hơn cái độ dài đoạn thẳng ON. Điều này chứng tỏ trong tất cả các điểm M nằm trên đường thẳng D mà OM có độ dài nhỏ nhất khi OM là hình chiếu vô giác của A lên đường thẳng D. Như vậy, bài toán quy về tìm tọa độ hình chiếu vô giác của điểm A lên đường thẳng D. Rồi, với M nằm trên D, đoạn thẳng OM có độ dài nhỏ nhất khi OM vuông góc với D. Và cái này tương đương với OM vô hướng vector U bằng 0. Lý do là điểm tại sao dùng biểu thức tương đương là do điểm O này nó không thuộc đường thẳng D. Và U ở đây, vector U ở đây là vector chỉ phương của đường thẳng D. Và cách trình bày như sau. Phương trình thông số của đường thẳng D từ phương trình chính tác đường thẳng D ta rút ra được phương trình thông số x bằng 1 cộng t y bằng trừ 1 trừ t z bằng 2t. Như nhận xét ngay từ ban đầu, một điểm M mà thuộc cái đường thẳng D thì tọa độ điểm M có dạng đây là x của M là 1, hoành độ của điểm M là 1 cộng t. Tung độ của điểm M là trừ 1 trừ t và cao độ của điểm M là 2t. Đây là cái dạng thông số hóa cái điểm M đây. Sử dụng giả thiết OM vuông góc của D là vector OM này và vector UD này vuông góc vô hướng nó bằng không, buộc ta phải tính các vector OM ra. Cái điểm A đã có, cái điểm M đã có. Vector OM được tính là lấy tọa độ của điểm M trừ tọa độ điểm A tương ứng. Tức là lấy hoành độ trừ hoành độ, tung độ trừ tung độ, cô độ trừ cô độ là ta ra được là T cộng 2 trừ T, 2T trừ 4. Bây giờ U ở đây là vector chỉ phương của đường thẳng D. Vector U cái tọa độ là 1 trừ 1, 2. Vector OM vô hướng vector U bằng 0. Khi với cái gì khi là hoành nhân hoành cạn tung cộng cho cô nhân cô. Như vậy ta được một cái biểu thức này và từ cái phương trình này ta tìm được t là bằng 1. Có t bằng 1 đem giá trị t bằng 1 này tha vào lại chỗ trên cái tọa độ của điểm 10 phía trên này, 1 đây, 1 cộng 1 là 2. Trừ 1 là trừ 2. Cái này là 2 nhân 1, cái này là 2. Như vậy đối chiếu với giả thiết bài toán cái điểm 10 cho tọa độ là A, B, C thì bây giờ ta có được A là bằng 2, B là bằng trừ 2, C là bằng 2. Từ đó ta tính được cái biểu thức A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương, cái này là bằng 12. Như vậy ta chọn là đáp án A. Tiếp theo ta đi vào cái phần củng cố của bài học. Trang không gian y z cho đường thẳng D đi qua M có tọa độ x0, y0, z0 và có một vector chỉ phương U có tọa độ là ABC. Khi đó, phương trình thông số của đường thẳng D là x bằng x0 cộng AT, y bằng y0 cộng BT, z bằng z0 cộng CT. Phương trình chính tác của đường thẳng D là x trừ x0 trên A bằng y trừ y0 trên B bằng z trừ z0 trên C. Và khi phương trình chính tác em lưu ý là cái điều kiện a b c a nhân b nhân c có không, tức là có ba giá trị a b c đều có không hết. Và lưu ý thêm mỗi đường thẳng có thể viết được rất nhiều phương trình thông số và phương trình chính tác, nó phụ thuộc vào các cách chọn điểm đi qua và chọn vector chỉ phương. Bài tập về nhà, các em làm các bài tập sau. Bài tập 1, trang không gian y z cho đường thẳng D có phương trình x trừ 1 trên 1, y cộng 1 trên trừ 1 bằng z trên 2. Điểm nào trong các điểm sau thuộc đường thẳng D? Bài 2, trang không gian y z cho đường thẳng D x bằng 2 trừ t, y bằng 1 cộng t, z bằng 1 cộng 2t. Tìm điểm H là hình chiếu vuông góc của A có tọa độ 2, 5, 2 lên đường thẳng trên. Bài 3, trang không gian y z cho đường thẳng D1 có phương trình x trừ 1 trên 1 bằng y cộng 1 trên trừ 2 bằng z trừ 1 trên 2. Đường thẳng D2 qua điểm M có tọa độ 2 trừ 1 1 và song song với D1 có phương trình thông số là. Buổi học hôm nay đã kết thúc. Chúc các em vui khỏe, học tốt, hẹn gặp lại các em trong buổi học tiếp theo. Chào tạm biệt.